Tập 34. Ta mơ thấy một vườn hoa. Trong vườn hoa đó, trăm hoa đua nở. Ta mơ thấy người mẹ đã mất của ta. Bà ấy hỏi ta: Y Y à, con thấy ở đây có tuyệt không? Ta nói tuyệt. Bà ấy nói tuyệt thì con ở lại đây đi. Sau đó ta lại ngước đi. Lúc ta tỉnh lại thì chỉ còn lại mỗi mình ta. Ta biết đó là mẹ ta đến đón ta đấy. Không đâu, rất kỳ lạ. Vừa rồi ta còn mơ thấy hai người nữa. Tiểu thư còn mơ thấy ai? Ta mơ thấy ông Trí Dung treo cổ ở trung đường, còn cả người bà nuôi ta từ nhỏ đến lớn. Bọn họ đứng ở đó nói với ta rằng: con à, con đừng sợ, đến đây, người nhà đều ở đây. Tiểu thư à, không nói nữa, đừng nói nữa. Còn nói nữa, Thị Phục thực sự sợ lắm. Tiểu thư, ta không sợ Hỷ Phụng, ta thật sự rất thích nơi đó. Cả đời này ta có thể gả cho anh Tế, ta vui lắm. Ta không sợ gì, ta có phúc quá rồi. Điều mà ta tiếc nuối nhất chính là ta không thể cùng anh ấy đi đến cuối cùng, không thể cùng anh ấy sống đến già. Vậy nên em nhất định phải giúp ta chuyển thư cho cô ấy. Bên trong có một tín vật, đó là chiếc ngọc bụi. Nói với Ali, ta xin lỗi cô ấy, ta còn trẻ như vậy đã phải chết. Nhờ cô ấy thay ta ở bên cạnh anh Tế, thay ta chăm sóc tốt cho anh ấy. Ta cướp anh Tế khỏi cô ấy, bây giờ phải trả lại rồi. Tiểu thư, tiểu thư à, tiểu thư, người đâu? Nào, tiểu thư, dùng sức đi. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Đi. Đi đâu vậy? Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tôi đến huyện thành tìm bác sĩ Tây Dương, mời chủ sinh con cả một đêm rồi mà không sinh được. Người ta nói cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất mạng đấy. Chuyện phía sau tôi không dám nói nữa. Cậu không mau đi đi. 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 Tiểu thư. Tiểu thư. Tránh ra hết đi. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu chủ. Tiểu thư. Y Y. Y Y à, lùi xuống hết đi. Anh là anh Tế. Đi đi, chúng ta đi trước. Y Y à. Y Y. Y Y. Y Y. Anh là anh Tế đây. Anh đã về rồi. Y Y. Anh về rồi đây. Anh
Anh Tế. Anh Tế, anh ở đây. Chắc là em không ổn rồi. Đừng nói bậy. Thuận Tử đã đến Nguyệt Thành tìm bác sĩ Tây Dương rồi. Chút nữa sẽ về thôi. Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Anh Tế, nếu như em không trụ được nữa, anh nhất định phải sống cho tốt. Không được nói bừa. Em nhất định trụ được. Nghe lời anh. Sao vậy? Sao vậy? Người đâu? Anh Tế, tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy? Y, bà chủ sắp sinh rồi, mau tìm người đến đây. Bà đỡ, nhanh lên đi. Y, em nhất định phải kiên trì. Anh đợi em ở ngoài, cố lên. Anh đừng đi mà Anh Tế, nhất định sẽ không sao đâu. Y, anh ở bên ngoài đợi em. Anh đợi em, nhất định sẽ không sao đâu. Dùng sức đi, tiểu thư đừng sợ. Dùng sức thêm đi. Đi ra ngoài đi. Tiểu thư đừng sợ. Tiểu thư sắp rồi. Nào tiểu thư, sẵn đi, sắp ra rồi. Dùng sức đi tiểu thư. Dùng sức đi. Bà đỡ nhanh lên được không? Dùng sức đi tiểu thư. Tốt lắm. Xin rồi tiểu thư. Xin rồi. Xin rồi. Tiểu thư xin rồi. Sao rồi? Xin rồi. Tiểu thư xin rồi. Xin rồi. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư chị xin rồi. Tiểu thư. Tiểu thư à. Tiểu thư. Tiểu thư. Là một bé trai. Cậu nhìn xem. Mợ chủ giờ sao rồi? Tiểu thư lại hôn mê rồi. Tránh ra. Cậu chủ cũng không thể vào được. Cậu chủ à, trong nhà còn người sống không? Thuận Tử sao mãi chưa về? Cậu chủ, bác sĩ Tây Dương đến rồi, có cần mời vào không? Còn không bao lớn, nhanh lên đi. Cái này, bác sĩ, tiểu thư sao rồi? Sao rồi? Bác sĩ đừng đi. Cô ấy sao rồi? Xin lỗi, tôi không thể lấy tiền khám bệnh. Thứ lỗi cho tôi hiểu biết nông cạn, không cứu được phu nhân. Đợi đã, anh nghe tôi nói đi. Cầu xin anh cứu vợ tôi có được không? Cầu xin anh đấy. Tôi xin từ chối tiền của anh, được không? Tôi thực sự không thể làm được gì. Nghe tôi nói đi. Tôi rất yêu vợ của tôi. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Xin hãy cứu cô ấy đi có được không? Làm ơn đi. Xin lỗi, cô ấy mất quá nhiều máu. Đứa bé bình an đã là một kỳ tích rồi. Chuẩn bị hậu sự đi. Tôi mặc kệ đứa bé. Tôi muốn vợ tôi. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Nếu anh cứu được cô ấy, tôi sẽ trả anh thật nhiều tiền. Tôi xin lỗi, nhưng tôi lực bất tòng tâm. Tạm biệt. Đừng, cầu xin anh đấy. Thử một lần thôi, một lần nữa thôi có được không? Tôi xin lỗi, nhưng thực sự hết cách rồi. Tạm biệt. Ai,
Cậu chủ đã một ngày không ăn gì rồi, cứ không chịu ăn như vậy cũng không phải là cách. Tiểu thư vẫn không tỉnh lại, cậu chủ cũng cứ ngồi như vậy mãi, không chịu động đậy, đã một ngày rồi. Y Y, em ngủ một ngày rồi đấy, em tỉnh lại đi, nói chuyện với anh đi, cho dù chỉ một câu thôi. Anh Tý, anh Tý à, sao anh lại ngồi đây? Anh hình như anh từng gặp em, nhưng mà anh không nhớ ra được. Anh chẳng nhớ gì cả, anh không nhớ gì hết, anh không nhớ được gì hết. Anh Tý à, anh Tý. Anh không biết tại sao, nhìn thấy em nằm ở đây, trong lòng anh buồn lắm. Nhưng anh lại không biết tại sao lại buồn như vậy. Có phải anh hại em ra nông nỗi này không? Có phải không? Có phải anh lại hại em thành ra như vậy không? Anh chưa từng hại ai cả. Anh chưa từng. Anh chưa từng hại ai cả. Anh chưa từng. Anh chưa từng. Anh. Anh sợ lắm. Anh rất sợ. Anh sợ lắm. Anh Tý, anh không hại em. Chưa từng hại em. Chưa từng hại em. Là em hại anh rồi. Em lừa anh. Thực ra em vẫn luôn biết rõ,
Liên Hoa chính là Ali. Cô ấy vẫn luôn còn sống. Ngày hai ta thành thân chính là cô ấy giao anh cho em. Nhưng vì em quá yêu anh, em vẫn luôn không nói cho anh biết. Ali ở đâu? Ali ở đâu? Em, em là ai? Em là ai? Em là ai chứ? Em là Y Y, vợ của anh đây. Y Y, vợ của anh à? Em là Y Y, là vợ của anh đây. Vợ của anh. Vợ của anh à? Anh tới đừng đi. Em đã dặn dò hết rồi. Giao anh lại cho Ali, giao lại cho người mà ông đã quyết định là người chăm sóc cho anh. Những gì khác em cũng thu xếp ổn thỏa rồi. Nhưng có một chuyện em thực sự không yên tâm. Anh biết rồi, Y Y. Anh biết hết rồi. Em lo anh sẽ giống với mẹ anh, không biết mình là ai, không biết mình đang ở nơi đâu, không nhận ra tất cả những người bên cạnh. Đúng không? Anh Tế đừng quay lại đi. Em không muốn đem nhìn thấy bộ dạng lúc này của em. Em hy vọng để lại cho anh những hồi ức đẹp nhất. Cả đời này em có thể gặp được anh, yêu anh, gả cho anh, em thực sự không có gì tiếc nuối. Không, không Y Y, anh xin em đừng đi mà. Đừng bỏ rơi anh có được không? Y Y, em vẫn chưa cho anh thời gian để anh yêu em cho tốt. Sao em vẫn tâm để mặc một mình anh ở đây? Đúng rồi Y Y. Y Y, em nghe anh nói đi. Chúng ta có con. Đúng, chúng ta có con thuộc về hai chúng ta. Một ước lớn nhất của em không phải muốn nhìn thấy gia đình ba người chúng ta có thể bình an sống tiếp sao? Anh cầu xin em đừng đi có được không? Cầu xin em Y Y. Anh Tế, không kịp nữa rồi. Y Y, em vẫn chưa đặt tên cho con mà. Em hy vọng con có thể sống một cách khỏe mạnh. Gọi con là Kiều Kiện đi.
Được, anh đồng ý với em. Gọi con là Kiều Kiện. Chỉ cần em thích, cái gì anh cũng đồng ý với em. Cái gì anh cũng đồng ý. Em yêu anh, không liên quan gì đến anh. Nỗi nhớ không gắn cường được đến trời sáng. Vậy nên em lựa chọn ngủ đi. Gặp anh lần nữa trong giấc mơ. Em yêu anh, không liên quan gì đến anh. Khát vọng không giấu được ánh mắt. Vậy nên em trốn đi, không muốn để anh nhìn thấy em đang hoang mang. Em yêu anh, không liên quan đến anh. Nó chỉ thuộc về trái tim em. Chỉ cần anh có thể hạnh phúc, nỗi buồn của em không cần anh lo. Thủy Phụng, Thủy Phụng, Thủy Phụng, cậu chủ, cậu chủ, Thủy Phụng, cô yên tâm đi. Ta nhất định giữ gìn thật tốt miếng ngọc bội này. Quá sao cậu chủ biết?
Cậu chủ, cậu chủ. Sắc mặt của cậu hôm nay khá tốt. Hồi phục trở lại rồi sao? Ngồi đi. Cậu chủ bảo chúng ta ngồi. Các người vội vàng tìm tôi như vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi đến là gì? Chuyện của ngân hàng Sơn Tây. Cậu chủ, Đại Đức Thông, Lâm Giang Trà Sơn, Trà Trang Thiết Châu cũng xảy ra một vài vấn đề, muốn bàn bạc với cậu. Cậu chủ, cách mạng lần thứ hai bắt đầu rồi, cũng kết thúc rồi. Từ bao giờ Diêm Tích Sơn không tham gia cách mạng lần hai? Trong thời gian cách mạng lần hai, Diêm Tích Sơn luôn cáo mệnh ở Bắc Kinh, đồng thời thông báo cho toàn quốc, nói là ủng hộ chính phủ Bình Phán. Cậu chủ, không có tin của Tưởng đại soái và Liên Hoa. Phan đại chủ quỹ, Diêm Thế Khải giải quyết cách mạng lần thứ hai có động vào tiền của Sơn Tây không? Khoảng thời gian trước, bên ngoài liên tục đồn đại, đó là Diêm Thế Khải khai chiến với đảng cách mạng, nhất định sẽ đồng ý tiền ở ngân hàng Sơn Tây. Nhưng bây giờ, không có ai nói như vậy nữa. Tin này là thật sao? Dương Tông Vũ, sao lại trở về rồi? Bên phía Bao Đầu có xảy ra chuyện gì không? Cậu chủ, Bao Đầu không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thủ phỉ có đến một lần. Như theo lời dặn dò của cậu chủ, chúng tôi gia cố thêm, đồng thời thống nhất mọi người không cho bọn họ vào thành. Bọn chúng chỉ ở bên ngoài cướp bóc vài đội buôn bán, cướp đi ít tiền mặt. Nhưng bọn họ lại không biết tiền mặt cũng là bạc, nên họ dứt đi rồi rời khỏi. Anh về rồi, về cửa tiệm Bao Đầu và ngân hàng Tấn Thương mới ai phụ trách? Ngân hàng Tấn Thương mới vẫn vận hành bình thường. Vì cửa hiệu Bao Đầu, Tiểu Mã Chữ Quỷ trở về rồi. Tôi thấy với danh tiếng của Lão Mã Chữ Quỷ ở Bao Đầu, vẫn là nên để Tiểu Mã Chữ Quỷ phụ trách cửa hiệu Bao Đầu, như vậy có lợi cho Kiều gia. Tôi ở đó chỉ dướng tay dướng chân. Dương Tông Vũ, anh đừng tưởng tôi không biết suy tính của anh. Chỉ là anh muốn mau chóng trở về Thiên Tân làm ăn với Tây thôi đúng không? Cậu chủ, tôi làm ăn với Tây nhưng sư phụ tôi đang làm việc mà đại chủ quỷ phải làm. Lần này tôi về chỉ muốn báo cáo với cậu một chút rồi lập tức quay về Thiên Tân. Được rồi, bây giờ làm ăn với Đại Đức Thông toàn bộ do Hà đại chủ quỷ phụ trách. Tôi sẽ không giữ anh. Cái này tôi không có ý kiến gì. Cậu chủ, Cao chủ quỹ ở Lâm Giang Hà Trang bệnh nặng mấy ngày này. Cái gì? Cao đại chủ quỹ bệnh nặng sao? Khoảng thời gian trước ông ấy bắt đầu bệnh rồi. Vì không muốn kinh động đến cậu, ông ấy không cho con trai đó với cậu. Mấy hôm nay thực sự không ổn nên gọi điện đến báo. Nói tiếp đi. Hơn nữa, Trà Trang Phúc Châu, năm trước chúng ta xuất ra hai lô hàng đều là lá chè. Một lô đi đường biển, một lô đi đường bộ. Lô đi đường biển đi ra Hải Nam, đi qua eo biển Malacca vào Ấn Độ Dương, rồi lại đi qua kênh đảo Suez đi vào địa Trung Hải. Chiếc tàu này trải qua 4 tháng do Rasputin quản lý. Sau khi lên bờ, phát hiện các nước châu Âu đang chiếm giết, chiến tranh, nên cậu ấy gửi điện báo đến nói giao hàng gặp khó khăn. Có lẽ khoản này lại phải chờ lại một thời gian rồi. Hồi khoản tôi không vội, người không sao là được. Chắc là không sao. Tôi nói tiếp lô hàng đường bộ. Lô hàng này của chúng ta đi về phía bắc, ra khỏi Vladivostok, sau đó đi vào đường sắt Siberia. Ánh Anh mang theo lá chè lên chuyến tàu quả này. Nhưng ai mà biết được nước Nga cũng đang cách mạng. Trên đường đi rất nguy hiểm. Đi đến một chỗ nào đó ở phía đông Uras bị thổ phỉ cướp mất. Cái gì? Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Sống hay chết? Cậu chủ, từ trước những người đi theo con đường buôn bán, không phải ai cũng có thể trở về quê hương. Hơn nữa, bây giờ mới chỉ mất liên lạc với cậu ấy. Hà đại chủ quỹ,
Lập tức phái người đi điều tra. Tôi muốn biết Anna rốt cuộc bây giờ đang ở đâu. Được. Được rồi. Các người về trước đi. Tôi muốn ở một mình một chút. Đi thôi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Kiều Ánh Tế thực sự đến Lâm Giang Trà Sơn à? Quay về bẩm báo đi. Cậu nghe ngóng rõ ràng rồi sao? Anh ta không đi Giang Nam đi lạc đảng cách mạng à? Lần này Viên Đại Tổng thống bình phán, quân của đảng cách mạng tan rã. Anh ta chỉ là một thương gia thì làm được cái gì chứ? Đi. Cậu chủ, tôi đến Thượng Hải đã nghe ngóng được tin tức của đội trưởng Liên Hoa rồi. Nói giống như Quế và Tôn Tiên Sinh đã lên tàu đến Nhật Bản. Nhưng đột nhiên cảnh sát đến, Quế vì bảo vệ Tôn Tiên Sinh thì cố ý nhảy khỏi tàu để đánh lạc hướng cảnh sát. Người không sao chứ? Người không sao. Lúc đó trời rất tối, Quế là giỏi bơi lội. Nếu không đợi đám cảnh sát đó nổ súng bừa bãi, Quế khó mà thoát được. Tôn Tiên Sinh đâu? Trên báo nói Tôn Tiên Sinh đã đến Nhật Bản. Vì thế Khải đang giao thiệp thẳng với Nhật Bản, muốn dẫn độ Tôn Tiên Sinh về. Ánh Tiêu, tất cả tin tức đều là thật sao? Theo em biết thì là như vậy. Không đi Thượng Hải nữa, về Lâm Giang. Về Lâm Giang, đi ngay hôm nay. Cha. Cha ơi. Cha ơi. Cha. Cậu chủ. Cậu chủ cậu đến rồi. Cha tôi ông ấy. Đứng dậy đi. Ánh Tiêu. Dân hương cho cao đại trưởng quỷ. Cao đại trưởng quỷ. Anh Tế. Đến muộn rồi. Cậu chủ, ngàn dặm tiễn nhau cũng phải đến lúc từ biệt. Chúng tôi đi đây. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn đấy. Cậu yên tâm, các trạm gác trên đường đi của anh tôi đều lo cả rồi. Đến Sơn Tây sẽ do Hà đại trưởng quỹ lo liệu tang lễ. Năm đó bà đại trưởng quỹ ở bao đầu lập thế nào thì cao đại trưởng quỹ cũng sẽ như vậy. Cao đại trưởng quỹ là người nhà họ Kiều, khổ cực cả đời vì người dân trong thiên hạ. Nhất định phải cử hành long trọng. Nếu không thì tôi không đồng ý đâu. Cảm ơn cậu chủ.
Nếu như cha tôi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất cảm kích. Tiểu Cao, tiểu quỷ, mau đứng lên. Ở bên này anh cứ yên tâm, tôi sẽ thay anh đảm nhiệm chữ quỷ ở bên đây trước. Đợi Cao là chữ quỷ qua ngũ tuần, anh lập tức quay về có được không? Cảm ơn cậu chủ tin tưởng Cao Tường. Cha tôi làm chung cũng dặn dò, đợi Cao Tường lập xong đại sự cho cha sẽ mau chóng trở về. Cáo từ, bảo trọng, đợi anh trở về. Xuất phát. Cậu chủ, đợi một lát. Cậu chủ. Tiểu Cao trưởng quỹ, trước khi Cao đại trưởng quỹ qua đời, nhất định có nói gì đó với anh đúng không? Cậu chủ, cha tôi nói ân huệ của quân tử năm đời sẽ hết. Đến đời cậu chủ Kiều gia vừa đúng là đời thứ năm. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Nếu như nhất định phải tàn, tàn như thế nào thì mới quan trọng. Anh Tế, xin ghi nhớ. Cậu chủ bảo trọng. Cha con chúng tôi đi đây. Bảo trọng. Xuất phát. Cậu chủ, cậu tìm chúng tôi có chuyện gì không? Hai vị trưởng quỹ, tôi có một số chuyện cá nhân phải đi một chuyến, nhưng lại không muốn cho người khác biết. Nếu như có người hỏi tôi thì các vị cứ nói là tôi bị bệnh, tìm một nơi dưỡng bệnh, không gặp bất kỳ ai. Anh tìm tôi là chúng ta đi luôn. Vâng, cậu chủ, cậu đi rồi trà sơn này do ai lo liệu đây? Đúng vậy, các vị đừng nóng vội. Sau khi tôi đi, tất cả việc làm ăn trên trà sơn vẫn làm theo lời căn dặn của Cao đại trưởng quỹ đi trước. Nếu như các vị không làm được thì đợi tôi trở về rồi làm. Cậu chủ à, cậu nhất định phải trở về đấy. Đúng vậy, cậu phải nhớ trở về sớm. Hai vị trưởng quỹ, không phải tôi đi đánh trận đâu. Sao lại cứ như sống chết chia xa vậy? Không lâu sau tôi sẽ trở về thôi. Căn nhà bên bờ sông đã xây xong chưa? Xây xong rồi tôi đưa cậu chủ đến xem. Hai vị về trước đi, tôi muốn ở đây sống vài ngày. Cậu chủ, như vậy không được. Đây là nơi núi rừng quan vắng, ngộ nhỡ gặp động vật quan dã chúng tôi không gánh nổi đâu. Không có gì ngộ nhỡ đâu. Đại ca đã nói vậy thì chúng ta cứ làm theo đi. Quả như là cô gái đó. Sao lại đến đây?
Năm đó anh để cao đài chữ quỷ xây lại căn nhà lá bên bờ sông này, chính là vì hy vọng có một ngày Ali quay trở về, có thể có một ngôi nhà ở đây. Bây giờ em là một tên tội phạm bị cả thành phố truy lùng. Anh đến đây tìm em sẽ hại cái nhà anh mất mạng đấy. Y chết rồi.